Võ Thần Chúa Tể chương 5659, đơn giản cải tạo. Người quen thuộc ở đây. Ma Lệ sau khi nghe, không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái này la hầu ma tổ thật đúng là mẹ nó có thể chứa khang làm bộ, nơi này hắn đều quen thuộc. Mở cái gì minh giới nói đùa. Tiểu tử ngươi không tin bản tổ. La hầu ma tổ bị ma lệ như thế một suy, lập tức nổi giận. Dựa vào, trước đó mới quen thời điểm mở miệng một tiếng lão tổ, bây giờ thành đại đế mà lại dám suy mình mẹ nó không biết kính già yêu trẻ sao thực lực mạnh không nổi a à. ngươi có biết nơi đây là địa phương nào ma lệ liếc mắt nhìn hắn la hầu ma tổ âm mặt vấn đạo địa phương nào nơi đây chính là tử linh trường hà trung tử linh quốc độ là vô số tử linh chỗ ở ở đây sinh tồn cũng là tử linh trường hà trung du đảng tử linh liên minh giới đỉnh cấp đại đế đều không thể đạt tới chỗ ma lệ nhìn hắn một cái Người có thể cảm thấy quen thuộc mới là lạ tử linh trường hà trung tử linh quốc độ nghe vậy la hầu ma tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ tiếp đó ngậm miệng không nói khó trách ma lệ sẽ đối với đã biết loại thái độ chỗ như vậy lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cả một đời đều vào không được kỳ quái nhưng ta thật sự có một loại không rõ cảm giác quen thuộc chuyện gì xảy ra đâu có thế chợt La hầu ma tổ lại là nhíu mày, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ là ta kiếp trước vẫn là cái này tử linh trường hà trung linh hồn thời điểm, từng tới ở đây. Hắn một mặt không hiểu. Phía trước, tần trần cùng ninh mộc giao một nhóm cấp tốc hướng về phía trước, thời gian dần qua, bốn phía thiên địa khai bắt đầu trở nên mênh mông đứng lên, đại địa tản ra khí tức cổ xưa, từng ngọn đại sơn cao vút, kéo dài không dứt, tạo hình lại cực kỳ cổ phát, giống như cổ lão đại hoang thiên địa đồng dạng, có một loại dị vực phong cách. Đi tới nơi này, Tần Trần cũng cảm giác chính mình giống như là đặt mình vào một mảnh cổ lão vũ trụ vừa mới mở lúc hồng hoang thiên địa, nhìn chung quanh, một mặt sợ hãi tháng phục. Nơi này, thật sự quá thần kỳ. Trong hư không thậm chí còn quanh quẩn từng đạo cổ lão lực lượng pháp tắc, những thứ này pháp tắc cũng không hình thành, giống như là thiên địa sơ khai, vạn vật khôi phục, linh trưởng ngưng trí, vừa mới bắt đầu hành tẩu thiên địa, thiên địa đại đạo vận chuyển vừa mới bắt đầu thành hình thời điểm thậm chí tầng trần trong cơ thể lực lượng pháp tắc đều tùy theo hơi hơi mà động giống như là tại lĩnh hội loại này mở ra quá trình bản nguyên bị ẩn ẩn điều động đây là tầng trần mặc lộ vẻ chấn kinh kinh thán không thôi tần công tử cảm thấy nơi đây như thế nào ninh mộc dao động lòng người con mắt nhìn chằm chằm tầng trần khẽ cười nói lợi hại nơi đây cho ta cảm giác giống như là một mảnh sinh cơ bừng bừng thiên địa tại mở vạn vật mới sinh thiên địa hồng mông đồng dạng còn có những thứ này tràn cảnh những thứ này sơn phong nếu không phải là ở nơi này tử linh quốc độ bên trong ta đều cho là thật là một mảnh thế giới bao la tại mới sinh đâu tần trần liếc nhìn bốn phía rung động không thôi hắn nhưng là dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên từng cảm giác qua sơ thủy vũ trụ mở cái loại cảm giác này cùng cảnh tượng trước mắt cực kỳ tương tự bất đồng duy nhất là trước mắt lưu chuyển pháp tắc, mang theo vô tận tử khí, chính là cái này tử linh trường hà khí tức cùng quy tắc biến thành, cũng không phải là chân chính dương vũ trụ thiên địa khai tích lúc pháp tắc. Ninh Mộc Giao cười nói, tần công tử nói là sự thật sao? Nơi đây tràn cảnh kỳ thực là ta một tay chế tạo, hao phí vô số năm tháng mới tạo thành. Nói, Ninh Mộc Giao nhìn về phía trước. Nơi đó có vô số tử linh tại sinh tồn, tự như sinh linh tạo thành linh trí tại thiên địa mới sinh lúc cùng trời phấn đấu đồng dạng ngươi chế tạo tần trần chấn kinh nhìn về phía ninh mộc giao hắn còn tưởng rằng cái này tử linh quốc độ bên trong tràn cảnh đều là tự nhiên diễn hóa mà ra không nghĩ tới lại là ninh mộc giao chính mình chế tạo đây là muốn bực nào thủ đoạn cùng thời gian mới có thể chế tạo ra dạng này một cái quốc độ cùng thế giới ninh mộc giao nhìn về phía trước cùng bốn phía rất nhiều tử linh lẩm bẩm nói đúng vậy a à tần công tử ngươi biết không? Kỳ thực nơi này tử linh đều rất đáng thương Bọn chúng tại tử linh trường Hà hóa thành tử linh sau đó Không cách nào trốn vào luân hồi Cũng không cách nào lại lần nữa đầu thai Chỉ có thể một mực tại cái này tử linh trường Hà du đảng Bọn chúng không có quá khứ Cũng không có tương lai Thậm chí không có đường ra Ở nơi này tử linh trường Hà Trung còn muốn lọc vào minh giới quỷ tu săn chết Kỳ thực bọn chúng cũng không muốn tiến công những cái kia tiến vào tử linh trường hà quỷ tu, có thể những quỷ tu nhóm đi tới tử linh trường hà, vì đề thăng, sắp tử linh trường hà quấy thành một đoàn, chỉ có thể bị thúc ép phản kháng. Ta sở dĩ đem cái này tử linh quốc độ chế tạo thành dạng này. Chính là vì để bọn chúng lĩnh hội dương gian vạn vật lớn lên, lĩnh hội trong thiên địa mở luân hồi, chỉ có ở đây, bọn chúng mới có thể cảm nhận được thế giới này là sống, có nhiệt độ, là tại vận hành ninh mọc dao thì thào nói ngữ khí thương cảm tần trần không nói gì không nói tử linh trường hà trung tử linh chính là một chút cường giả linh hồn thuế biến mà thành một khi trở thành tử linh liền sẽ triệt để trở thành tử linh trường hà phụ thuộc không cách nào rời đi thật giống như một cái công nhân quét đường vì tử linh trường hà vận hành yên lặng xuất lực cái này chẳng lẽ không phải một loại lòng giam tần trần cười khổ nói những thứ này tử linh hoàn toàn chính xác sinh hoạt tại một cái lòng giam bên trong nhưng này trong thiên địa chúng sinh không phải cũng như thế, rất nhiều người vừa ra đời, cũng chưa có quyền lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể làm từng bước án chiếu lấy thế giới trật tự như thế sinh tồn tiếp, giống như ngọn nến đồng dạng, tự tạo nên một khắc kia trở đi, thiêu đốt tận cuộc đời của bọn nó chính là vận mệnh của bọn nó, không có ai chạy trốn được. Tần công tử ngươi thực lực như thế, cũng có như vậy cảm khái sao? Ninh Mộc Giao nghi hoặc nhìn xem Tần Trần. Tần Trần cười khổ nói, mặc kệ loại thực lực nào. Không phải đều là đang cùng thiên tranh sao? Đừng nói là ta, liền xem như cái kia tứ cực đại đế, hoặc càng mạnh hơn người, cũng tương tự có phiền não cùng không làm được chuyện A. À. Giờ khắc này, Tần Trần nghĩ tới sơ thủy vũ trụ cổ đế tiền bối, cấp độ kia cường giả, cũng là bị nhốt hư không triệu tịch hải, vạn năm chờ một lần. Còn có tử hải bên trong nghịch sát thần đế tiền bối, vì cứu ra muội mùi của mình, một mình sáng tạo minh giới, kết quả thân vẫn đạo tiêu. Như vậy cường giả đều có bất đắc dĩ cùng gian khổ, mà chính mình vì cứu tư tư, vì sơ thủy vũ trụ, cũng tại một đường chinh chiến. Không đồng dạng ở cái này luân hồi ở giữa đau khổ dãy dù sao. Vũ trụ này, chính là một tòa to lớn lòng giam, lại có ai có thể làm được chân chính tiêu giao, chú tể trường sinh đâu. Nhìn xem mặt lộ vẻ thương cảm tần trần, ninh mộc giao nói khẽ, cái kia tần công tử có cái gì mộng tưởng sao? mộng tưởng. Tần Trần nghĩ nghĩ, cười, ta tự nhiên có mộng tưởng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, phản phất xem thấu vô tận thiên địa, giấc mộng của ta là nhường thiên địa này đã không còn sát lục, là nhường thế giới này đều có thể và bình an tường, là để mỗi người đều có thể tìm được người yêu của mình. Cùng người mình yêu sống đến đầu bạc, mỗi ngày đều cùng một chỗ làm các nàng ưa thích làm chuyện, không còn vì sinh tồn mà bôn ba, mà giải dùa. Nói đến đây, tần trần mắt nhìn sau lưng rất nhiều tử linh cũng hy vọng có một ngày cái này tử linh quốc độ rất nhiều tử linh đều có một cái tương lai ít nhất là một cái thấy được tương lai nghe vậy ninh mộc dao lập tức sửng sốt tần công tử chí hướng thật đúng là rộng lớn ninh mộc dao lẩm bẩm nói tần trần mỉm cười nói ngươi không cảm thấy ta đạo đức giả sao ninh mộc dao lắc đầu ta có thể cảm nhận được tần công tử là phát ra từ phế phủ bất quá những thứ này tử linh sở dĩ sẽ sinh ra đó là bởi vì tử linh trường hà cần bọn chúng hôm nay tử linh trường hà không có ai chấp chưởng lực lượng của nó kỳ thực tại đang liên tục khuếch trương nếu là không có người khống chế sớm muộn cũng sẽ bởi vì vô hạn khuếch trương mà dần dần suy kiệt dần dần sụp đổ đến lúc đó toàn bộ minh giới đều sẽ hủy diệt tần trần kinh ngạc nói ngươi là nói tử linh trường hà sở dĩ sinh ra nhiều như vậy tử linh là vì duy trì tự thân trật tự đúng vậy ninh mộc giao gật đầu kỳ thực thời đại viễn cổ tử linh trường hà là có người chưởng khống người kia tồn tại cũng không phải nói muốn thế nào khống chế tử linh trường hà trở nên mạnh mẽ mà là có thể làm tử linh trường hà luân hồi đạt đến một cái cân bằng có thế về sau chẳng biết tại sao tử linh trường hà trung linh biến mất tử linh trường hà vì tự thân kéo dài lúc này mới sinh ra nhiều như vậy tử linh những thứ này tử linh kỳ thực là trường hà vì tự vệ mà ra đời sản phẩm sự tồn tại của bọn họ cùng tu luyện duy trì trường hà luân hồi lực lượng cân bằng nếu như không có những thứ này tử linh tử linh trường hà có lẽ đã bắt đầu đã chậm rãi suy kiệt có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra có thế một cái kỷ nguyên một trăm kỷ nguyên vô số kỷ nguyên sau đó luân hồi mất cân bằng không chỉ có là minh giới sẽ sụp đổ cả cái vũ trụ hải sinh linh đều sẽ mất đi trật tự cho đến lúc đó chính là toàn bộ vũ trụ hải tai nạn ninh mộc giao nói khẽ tần trần không nói gì hắn ngược lại là không nghĩ tới những thứ này tử linh vẫn còn có dạng này một cái tác dụng tử linh trường hà tự thân chữa trị sao không biết tần công tử cảm thấy ta đắp nặng quốc gia như thế nào công tử đến từ vũ trụ hải chắc đúng thế giới sinh ra có một chút lý giải không biết có thể chỉ điểm một phen hoàn thiện một chút chúng ta cái này tử linh quốc độ lúc này ninh mộc giao nói khẽ cũng làm cho tất cả tử linh sống cũng càng chân thực một chút nàng ngẩng đầu chờ mong nhìn xem tần trần ánh mắt kia sáng tỏ tràn đầy khát vọng tia sáng giống như thiếu nữ tại nhìn sùng bái thần tượng lấp lóe tia sáng tần trần sửng sốt một chút chợt cười ninh cô nương khách khí bất quá ta đối với thiên địa khai tích hoàn toàn chính xác có một chút kiến giải cô nương thiên địa này mặc dù cực kỳ chân thực nhưng cùng chân chính thiên địa khai tích còn có một số khác biệt nếu như thế vậy ta liền thay cô nương ngươi đơn giản cải tạo một chút đi dứt lời tần trần bỗng nhiên đưa tay âm âm nhất thời một đạo mênh mông khí tức từ tần trần trong thân thể chợt phun trào mà ra khi này cổ khí tức xuất hiện trong thiên địa thời điểm toàn bộ tử linh quốc độ nhẹ nhàng chấn động trong nháy mắt bắt đầu trở nên không giống với tần trần từng dung hợp qua sơ thủy vũ trụ tự nhiên được chứng kiến sơ thủy vũ trụ khai tích bộ dáng trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới trước đây mở thời điểm, cũng như thế giới diễn sinh, chiếu rọi tầng trần não hải. Trước mắt cái này ninh mộc giao thành lập tràn cảnh mặc dù cùng thiên địa khai tích cực kỳ giống, nhưng trên thực tế vẫn có như vậy một tia khác nhau. Mà tầng trần bây giờ làm, chính là tu bổ những thứ này khác nhau. Ân. Ừ. Bây giờ, mình giới bên trong. Đang hành tẩu bên trong, Minh Tàng Đại Đế bỗng dưng dừng bước lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tử Linh Trường Hà chỗ, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tử Linh Trường Hà, tự hồ có một tia biến hóa. Tiểu tử kia ở bên trong làm cái gì? Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.